Hổ Tế, Dương Tiêu, Đường Mộc Tuyết. Tập 42. Không ngờ đúng không, tránh xảy ra sai sót, tôi đặc biệt mời hai người, Mạnh Siêu cập đến. Tôi khuyên cậu không nên giấy giụa làm trò vô ích, bó tay đầu hàng có lẽ tôi còn có thể giữ cho cậu một cái xác nguyên vẹn. Giữ cho tôi một cái xác nguyên vẹn. Ngược lại không cần thiết, tôi còn phải cảm ơn anh, vốn dĩ tôi còn cho rằng chỉ giải phẫu một cái xác thôi, không ngờ tôi không chỉ đến đây mà còn ngạc nhiên khi biết mình giết một tặng hai. Lucifer, anh thực sự là một người tốt. Dương Tiêu cười nhếch mép. Cái gì, giết một tặng hai? Lời này có ý gì? Ba người bọn họ sắp trở thành linh hồn trong tay của Dương Tiêu. Láo xược, hát. Vừa rút lời, cả ba người lần lượt tức giận, một luồng khí ác càng dâng cao bao trùm lây Dương Tiêu. Dương Tiêu không hề sợ, anh chế nhạo, chẳng lẽ không phải? Cả ba nhìn chằm chằm Dương Tiêu. Với ánh mặt cực kỳ lạnh lẽo, như thế Dương Tiêu là một con mồi đang chờ bị làm thịt, và anh đang giãy giụa đến phút cuối cùng. Thật sự khiến người khác thất vọng. Chẳng lẽ Long chủ điện hạ chỉ biệt mồm mép như vậy? Thôi bị Caesar cầm kiếm, nhìn chằm chằm Dương Tiêu chế nhạo. Hả, không đúng, đó là vảy ngược. Không ngờ lão quỷ dịch thập đó lại coi trọng cậu đến vậy, đưa cả thanh kiếm luôn mang theo bên mình cho cậu. Cũng tốt, làm thịt cậu lại lây được vảy ngược, lần này đến thiên phủ chỉ quốc không vô ích. Ánh mắt Caesar khóa chặt thanh kiếm đen trong tay Dương Tiêu, trên mặt hiện lên vẻ điên cuồng. Kiếm vảy ngược. Thanh kiếm mà dịch thấp luôn mang theo, được công nhận là thanh kiếm số 1 trên thế giới, được làm bằng sắt đen dưới đáy biên sâu, nặng 26 kg, chém sắt như chém bùn. Năm đó, dịch thấp nhờ thanh kiếm vảy ngược này giết được cao thủ hàng đầu thế giới nghe tin mà mắt mật. Trọng nội bộ tuyệt thế long, nhìn thấy kiếm như nhìn thấy. Người, vảy ngược vừa, xuất hiện, bất cứ cao thủ nào cũng đều tỏ lòng kính trọng. Thật sự là vảy ngược, Lucifer tỏ vẻ rất ghen. Vảy ngược được mệnh danh là thanh kiếm số 1 thế giới, Lucifer đương nhiên muốn có nó. Đây là vảy ngược sao? Lão Điều trong bộ áo choàng đen ngạc nhiên hỏi. Là cao thủ siêu cấp toàn cầu, lão Điều biết sắc thái huyền thoại của vảy ngược, nhưng ông ta chưa bao giờ spiệp thay vảy ngược thật sự. Người ta nói rằng, ngoài những người trong tuyệt thê long môn, tất cả những người từng nhìn thấy vảy ngược đều trở thành linh hồn trong tay của dịch thấp. Không phải người trong tuyệt thế long môn, chưa nói đến thấy vảy. Ngược rút khỏi vỏ, chỉ cần nhìn thấy vỏ kiếm của vảy ngược đã chết ngay. Dịch thấp rất ít khi sử dụng vảy ngược vừa xuất hiện thì chắc chắn sẽ gây ra một cơn bão đẫm máu trên đấu trường thế giới. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hai người, Dương Tiêu trầm giọng nói, rốt cuộc hai người là ai? Tại sao muốn giúp Lucifer, giúp người sâu làm việc ác? Giúp người xấu làm việc ác, hai người, cũng tạm tạm rồi, có thể tự giới thiệu thân phận của mình rồi. Lucifer nở nụ cười âm u. Caesar nhìn chăm chăm Dương Tiêu nói đùa, Long chủ điện hạ, chắc cậu đã không còn xa lạ với tên của tôi là Kai sao? Caesar, ông là Caesar đứng thứ 3 trong 8 thiên sứ rực cháy. Dương Tiêu nghe xong, đột nhiên thay đổi sắc mặt. Kể từ khi Long chủ xuất, hiện trong trận chiến đầu tiên lật đổ Khương Khâu Phong, lưỡi dao sắc bén đầu tiên của đát nước, Dương Tiêu đã hiểu gần hết sự phân bố thành viên của tuyệt thế Long Môn. Caesar, xếp hạng 3 trong thiên sứ rực cháy, sức chiến đấu toàn diện vượt trội hơn cả Lucifer, sức mạnh không nên coi thường. Nhìn vẻ mặt của Dương Tiêu thay đổi, Caesar cười độc ác, đúng vậy, tôi là Kai sao? Thú vị, thực sự rất thú vị. Một người hạng 8, một người hạng 3, hai trong 8 thiên sứ rực cháy tới, đúng là thiên sứ rực cháy mang lòng gây rối. Dương Tiêu lạnh lùng nói. Lão Điều rừng rưng nói, đã lâu không nhắc đến tên. Tôi đã quên mất tên của mình, bây giờ bọn họ đều gọi tôi là Lão Điều. Lão Điều, Dương Tiêu nhíu mày, như thể nghĩ tới gì đó kinh hãi nói, ông là tay bắn tỉa số 1 Nam Mỹ. Cũng là thần bắn tỉa Lão Điều nổi tiếng thế giới thời kỳ đầu. Đúng vậy, ông ấy là thần bắn tỉa Lão Điều của thế giới. Lucifer cười âm u. Caesar, Lão Điều, bọn họ thật sự là nhân vật tàn nhẫn. Vẻ mặt Dương Tiêu càng nặng nề hơn. Lão Điều. Thần bắn tỉa đời đầu, nổi tiếng thế giới, đôi mắt của ông ta huộc cho là tốt hơn bất cứ loài chim nào, những lần ra tay của ông ta gần như là bắn nổ tung đâu. Từ khi ra mắt ông ta chưa bao giờ, bắn trượt, là tồn tại hàng đầu đẳng cấp thế giới. Dương Tiêu tuyệt đối không ngờ tới, Lucifer sẽ gọi Caesar và Lão Điêu đen. Nếu cả ba cùng tấn công mình, trong lòng Dương Tiêu có thể nói không có cơ hội chiến thắng.
dưới sự bao vây của ba cao thủ hàng đầu này, anh Dương Tiêu đừng nói là chiến thắng, có thể sống sót chạy thoát đã tốt lắm rồi. Xét cho cùng, đây đều là những người mạnh đẳng cấp thế giới thực sự, chỉ chọn một trong số họ đã có vai trò quan trọng trên đấu trường thế giới. Lucifer nhìn Caesar và Lão Điều, hai người, Lão Quỷ Dịch Tháp vẫn ở Đế Đô, chúng ta đánh nhanh thắng nhanh. Nếu Dịch Tháp đến, không ai trong chúng ta có thể chạy thoát. Không cần lo lắng, Lão Quỷ Dịch Tháp đang kiểm tra thằng nhóc này. Tuy nhiên, rõ ràng Lão Quỷ Dịch Tháp đã đánh giá thằng nhóc này quá cao, vảy ngược này là của tôi. Vẻ on Caesar nhìn chăm chăm kiếm vảy ngược trong tay Dương Tiêu, trong mặt ông ta bắn ra tia sáng lạnh, khí thế mạnh mẽ ngang tàng lao về phía Dương Tiêu. Nhanh, thực sự rất nhanh. Vẻ mặt của Dương Tiêu thay đổi lớn, anh không nhìn rõ tốc độ di chuyển của Caesar cho lắm. Dương Tiêu vốn luôn cho rằng mình đủ mạnh, nhưng không ngờ trong mạnh còn có mạnh hơn nữa, thực lực ma học độ của Caesar đều vượt xa An Nhóc, xuống địa ngục đi. Caesar cầm kiếm chém mạnh vào đầu Dương Tiêu. Khí thế như sấm chớp, nhanh như chớp. Tất cả các hành động làm trong một lần. Xong, thằng nhóc này xong đời. Nhìn thấy Caesar ra tay, Lucifer hưng phấn như được tiêm máu gà. Anh ta biết sức mạnh của Caesar đáng sợ như thế nào, cho dù anh ta đối đầu trực tiếp với Caesar, có lẽ cũng không thể kiên trì đến 10 chiêu. Tám thiên sứ rực cháy, người nào cũng đáng sợ hơn người kia, hạng 3 và hạng 8 có sức mạnh rất khác nhau. Vùi ngay khi thanh kiếm trong tay Caesar sắp rơi xuống, có một kiếm còn nhanh hơn bay về phía Caesar. Không ổn, Caesar sững người. Tốc độ của thanh kiếm dài này còn nhanh hơn của ông ta, Caesar buộc phải từ bỏ chém đầu Dương Tiêu, ông ta vội vàng đưa kiếm lên đỡ ngực. Leng keng ngồ. Thanh kiếm dài chém vào thanh kiếm của Caesar phát ra tiếng kêu vang của kim loại. Cộp cộp. Caesar tiếp đất, ông ta chấn động lui về phía sau, thân thể lui về phía sau 3 bước. Là ai hai ón định thân thể, vẻ mặt Caesar ngưng trọng nhìn chằm chằm về phía trước. Ngay sau đó, một giọng nói lạnh nhạt vang lên, không phải đã đồng ý một đâu một sao. Ba người bắt nạt một tên đàn em, ba người các ông không biết xấu hổ à. Nhìn xung quanh thì thấy một ông già mặc áo xám đứng trên độ cao chỉ huy. Gió lạnh thổi qua, quần áo của ông già bay phần phật. Ông nội Trịnh Thu, nhìn rõ người nọ, Dương Tiêu vui mừng khôn xia. Người tới không phải ai khác, chính là Trịnh Thu Thánh Võ Châu L quản gia nhà họ Dương ở Đế Đô. Lão già, là ông, bị Trịnh Thu nhìn chằm chằm, hai mắt Caesar gần như bùng cháy. Nhiều năm trước, Trịnh Thu và ông ta đã đấu với nhau, khi đó Caesar còn trẻ tuổi. Một chiêu, chỉ một chiêu duy nhất Caesar đã bị Trịnh Thu đánh ngã nằm trên giường nửa tháng. Kẻ thù chạm trán, rất đỏ mắt. Lão Điều, Lucifer hét lên. Nghe vậy, Lão Điều mặc áo choàng đen không dám do dự, tay phải của ông ta gần như biến thành bóng mờ. Lập tức lấy ra khẩu súng bắn tỉa to lớn, thậm chí ông ta còn chẳng thèm ngắm bắn đã ngang tàng bắn vào Dương Tiêu. Bằng! Lão Điều vừa nổ súng, trong không khí có một tiếng bắn còn nhanh hơn. Hai đầu đạn va chạm dữ dội, đầu đạn bay về phía. Dương Tiêu bị bắn bay ngay tại chỗ. Cộp cộp! Giây tiếp theo, trên khoảng đất trống có thêm một bóng người. Người phụ nữ mảnh mai duyên dáng cầm barret xoát hiện trong tầm nhìn của mọi người. 5 năm không gặp, vào lúc Dương Tiêu gặp nguy hiểm Lăng Ảnh Huyên chính thức xoát hiện. Khi bóng dáng này bước ra, trái tim Dương Tiêu không khỏi run rẩy dữ dội. Ảnh Huyên, vẻ mặt của Dương Tiêu lúc này rất xúc động. Trong trận chiến ở khu rừng mưa nhiệt đới cách đây 5 năm, sau khi mắt giấu với Lăng Ảnh Huyên, sống chết của cô cũng không rõ, điều này khiến Dương Tiêu cảm thấy rất áy náy với Lăng Ảnh Huyên. Lúc trước biết Lăng Ảnh Huyên còn sống, Dương Tiêu vui mừng khôn xiết, nhưng Lăng Ảnh Huyên vẫn không chịu xuất hiện, điều này khiến Dương Tiêu cảm thấy lạ và hơi lo lắng. Anh đã tưởng tượng ra vô số tình huống gặp lại Lăng Ảnh Huyên, nhưng anh không ngờ trong trận đấu với Lucifer lần này Lăng Ảnh Huyên lại xuất hiện. Trong phút chốc, Dương Tiêu có vô vàn suy nghĩ, mặt hỗ trong lòng cũng không bình tĩnh được nữa. Lăng Ảnh Huyên nhìn Dương Tiêu, với đôi mắt đẹp có gọn sóng, cô cố gắng kiềm chế cảm xúc kích động của mình. Nói với Dương Tiêu, anh Dương Tiêu, anh giao tên này lại cho Imo. Lão Điều, tay súng bắn tỉa hàng đầu thế giới, Lăng Ảnh đã biết đến danh tiếng của Lão Điều từ lâu, nhưng họ chưa bao giờ có một trận chiến đối đầu. Là con nhóc này, Lão Điều, giao cô ta cho ông, đừng giết chết, lát nữa tôi còn phải tự tay cắt lỗ tai của cô ta. Lucifer nhìn chằm chằm Lăng Ảnh Huyên nói lời ác độc. Vì Lăng Ảnh Huyên mà anh ta mất một tai, không cần phải nói Lucifer ghét Lăng Ảnh Huyên đến nhường nào.
nhìn chằm chằm vào dáng người kiêu hãnh và gợi cảm của Lăng Ảnh Huyên, lão điều trong bộ áo choàng đen liêm môi, trong mắt ông ta lộ ra vẻ điên cuồng, không ngờ trên đời này lại có cô gái băn tỉa có cá tính như vậy, yên tâm, giết thì tôi không nỡ, cô gái, từ hôm nay, cô là của tôi. Bằng, nghe lão điều nói những lời bẩn thỉu, ánh mắt Lăng Ảnh Huyên đông cứng lại, cô chủ động tấn công. Barret ngang tàng bắn vào lão điều là kẻ mạnh quốc tầm cỡ thế giới, ông ta cũng không phải người ăn chay. Ngay lúc Lăng Ảnh Huyên nổ súng, lão điều đã đoán được, ông ta nghiêng người lăn sang một bên, nhanh chóng tránh được đòn chí mạng của Lăng Ảnh Huyên. Thú vị, vùng vẫy, càng vùng vẫy, tôi càng thích, lão điều lại liêm môi. Ông ta là người yêu thích gái đẹp, từ lúc ông ta chào đời đến nay Lăng Ảnh Huyên là tay súng bắn tỉa xinh đẹp nhất mà ông ta từng gặp. Chỉ là lúc này Lăng Ảnh Huyên đang đeo một chiếc mặt nạ màu đen, che đi khuôn mặt biên dạng của mình, từ góc độ thuần túy về dáng người mà nói, Lăng Ảnh Huyên quả thực có dáng người ma quỷ. Nhìn chằm chằm lão điều, Lăng Ảnh Huyên cảm thấy ghê tởm, cô cầm Barret điều chỉnh vị trí tấn công ngang tàng một lần nữa. Lão điều lại lăn sang một bên, tránh cú bắn nhanh như chớp của Lăng Ảnh Huyên. Tránh lần thứ hai, ánh mắt lão điều trở nên lạnh lẽo, ông ta nhanh chóng lấy một khẩu súng lục trên eo ra, nhắm ngay vào Lăng Ảnh Huyên rồi nhanh chóng bắn. Bằng, bằng 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 bằng. Những viên đạn kim loại lăn tăn trong không khí, Lăng Ảnh Huyên không hề hoảng sợ, cô cũng đã đoán được trước. Cát Barret, Lăng Ảnh Huyên lấy ra hai khẩu sa mạc chỉ ưng màu bạc nhanh chóng bóp cò. Bằng, bằng 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 bằng. Trong phút chốc, cả tử cắm thành tràn ngập tiếng vang đỉnh tai nhức óc. Cô gái, có chút tài. Lúc này, lão điều đã lên đạn súng lớn, ông ta bắn một cách ngang tàng. Vẻ mặt Lăng Ảnh Huyên nặng nề, cô nhảy lên về phía mái nhà cũ. Muốn chạy, cô chạy được sao, cô gái, cô là của tôi. Lão điều hứng thú sải bước đuổi theo. Lăng Ảnh Huyên có lão điều chăn, Lucifer nhìn chằm chằm Dương Tiêu nói, ha ha. Trợ thủ lớn nhất của cậu đã bị lão điều bắt mát. Trong tình huống một chọi một, tôi giết cậu chẳng khác nào bóp chết một con kiên. Anh tự tin đến vậy, bị Lucifer nhìn chằm chằm với ánh mắt u ám, Dương Tiêu cười khẩy. Bây giờ, sức chiến đấu của Dương Tiêu đã khôi phục 99% so với thời điểm đỉnh cao, càng ngày càng gần với trạng thái đỉnh cao. Lần trước khi đối mặt với Lucifer, thực lực của Dương Tiêu vẫn chưa khôi phục đến mức như vậy, nhưng lần này thực lực của Dương Tiêu đã tăng lên rất nhiều. Điều quan trọng nhất là sở trường của Dương Tiêu không phải chiến đấu, cái mà anh giỏi nhất là giết gần. Xét cho cùng, Dương Tiêu đã từng được xưng là lưỡi dao sắc bén của đất nước mạnh nhất Thiện Phủ Chỉ Quốc, anh đã nhận vô số nhiệm vụ. Nhiều khi Dương Tiêu không có thời gian chiến đấu, anh đã không ra tay thì thôi, vừa ra tay nhất định phải có hiệu quả của một kiếm chặn họng. Lucifer chế nhạo, chẳng lẽ không? Ở trước mặt tôi, cậu cho rằng mình còn có thể sống sót rời khỏi Tử Cắm Thành. Từ đầu đến cuối, Lucifer chưa từng nghĩ tới sẽ để cho Caesar và Lão Điều cùng tấn công Dương Tiêu. Sự xuất hiện của Caesar và Lão Điều chủ yếu có tác dụng kiềm chế, kìm hãm lực lượng tiệp viện xung quanh Dương Tiêu. Tôi đã chuẩn bị formalin cho anh, yên tâm, hôm nay tôi sẽ sống sót rời khỏi đây. Dương Tiêu khinh thường lạnh giọng nói. Đồng thời cùng lúc đó, Trịnh Thu đã bắt đầu đối đầu trực diện với Caesar. Caesar nhìn chằm chằm Trịnh Thu, rất tức giận nói. Lão già, ông tới rất đúng lúc, sự xấu hổ năm đó ông mang tới cho tôi, hôm nay tôi sẽ trả lại cho ông từng thứ một. Ông không phải là đối thủ của tôi, mau lui đi. Trịnh Thu thờ ơ nói. Cái gì, ông ta không phải là đối thủ của Trịnh Thu. Caesar nghe xong, rất tức giận, phắc, lão già, ông đã hơn 60 tuổi, cho dù ông là thánh võ châu Á ủi thế nào. Ông cho rằng mình còn ở thời kỳ đỉnh cao sao, qua bao nhiêu năm như thế. Sức mạnh của ông có tiến bộ. Nói cho ông biết, những năm qua tôi vất vả tu luyện, thực lực cũng đã thay đổi từ lâu. Hôm nay tôi ngược lại muốn xem lão già nhà ông còn khỏe mạnh như nhiều năm trước hay không, nếu không, hôm nay tôi sẽ đích thân đánh nát xương già của ông. Veon rút lời, Caesar cầm kiếm lao về phía Trịnh Thu. Bị Caesar sát khí bừng bừng nhìn chằm chằm, vẻ mặt Trịnh Thu vẫn bình tĩnh, ông cầm kiếm cổ đối mặt với kẻ thù. Ông đã từng nghe thấy câu nói này chưa? Trịnh Thu nhìn chằm chằm Caesar hỏi. Câu gì? Caesar hỏi theo bản năng. Khoảnh khắc Caesar ra tay đó, Trịnh Thu ngang nhiên rút kiếm. Một luồng sáng lạnh lẽo mạnh, lấy khí thế ngàn cân lao thẳng vào phía Caesar. Ầm! Trên bầu trời rộng lớn tuyết rơi dày đặc,
chỉ thấy hai thanh kiếm giải đối đầu nhau, thân hình của Caesar Thiên Sứ Rực Cháy hạng 3 bị đánh bay như một quả đạn đại bác. Dưới ánh mắt quan sát của mọi người, cơ thể của Caesar lùi mạnh, đẫm sầm vào cánh cổng cổ. Trong phút chốc, rất nhiều gạch vụn vỡ tan, khói bụi bay đầy trong không khí. Nhìn thấy trạng thái thê thảm của Caesar, Lucifer kinh hãi, làm sao có thể? Sao lão già này lại có thể mạnh như vậy? Caesar là ai? Đó là cao thủ siêu cấp có thể đối đầu với anh ta trong vòng 10 chiêu. Mặc dù sức mạnh của Chính Thu rất ngang tàng, nhưng dù sao thời kỳ đỉnh cao của Chính Thu đã qua, ai ngờ bây giờ Chính Thu vẫn có thể đánh bại Caesar chỉ bằng một chiêu. Kinh hãi, Lucifer vô cùng kinh hãi. Ông nội Chính Thu thật sự đáng sợ. Dương Tiêu rất ngạc nhiên. Lần trước đánh trận quyết định với nhà họ Khương, Chính Thu đã chém chết vua Muay Thái Fordy ở Nghĩa Trang Hương Sơn, lúc đó Dương Tiêu không có cảm giác gì. Hôm nay nhìn thấy Trịnh Thu vẫn có thể bất khả chiến bại như vậy khi đối mặt với Caesar hạng 3 Thiên Sứ Rực Cháy, Dương Tiêu hoàn toàn nhận ra Trịnh Thu rất mạnh, sức mạnh của Trịnh Thu khiến người khác kinh hãi. Nhìn chằm chằm vào chỗ khói bụi mù mịt mà Caesar đang lăn xuống đất, Trịnh Thu thờ ơ nói, vật đổi sao rời thì sao? Cho dù tôi xương cốt già thì sao? Thằng cha, hãy xông đi, cho dù bao lâu, ông lớn của ông thì vẫn là ông lớn của ông. Ái gì FT cái gờ ông lớn của ông thì vẫn là ông lớn của ông. Phụt. Caesar nhếch nhác vừa mới đứng dậy nghe thay thê, ông ta tức hộc máu, nôn ra một ngụm máu giả ngay tại chỗ. Khốn nạn, mẹ, phắc. Caesar tức giận chửi bới. Trịnh Thu đứng trên cao, tay phải ông cầm kiếm, gió lanh phần phật, khí thể cao vút nhìn thay hết. Caesar trừng mắt nhìn Trịnh Thu, ông ta thực sự không ngờ qua từng ấy năm thực lực của Trịnh Thu vẫn mạnh ngang tàng như cũ. Caesar lau vết máu trên khóe miệng, ông ta lấy ra một lọ thuốc màu đen, sau đó đổ ra một viên màu đen uống ngay tại chỗ. Suốt suýt TL khoảnh khắc Caesar uống viên thuốc màu đen, bắp thịt trong lông ngực Caesar không ngừng nở ra, một sức mạnh bùng nổ, quần áo trước ngực Caesar bung ra, lộ ra làn da màu đồng. Giờ phút này, đứng ngay chỗ cũ, hơi thở của Caesar dày gập mây lần lúc trước, thân thể cường tráng giống như suốt Schwarzenegger trong Kẻ Hủy Diệt. Caesar nhặt kiếm lên nhìn chằm chằm Trịnh Thu, ánh mắt dữ tợn, tốt lắm. Rất tốt, lão già, ông chọc giận tôi thành công, tiếp theo ông hãy sẵn sàng nhận lửa giận vô tận lửa của tôi đi, dê. Vừa dứt lời, cơ thể Caesar nổ tung, giống như một con ruồi lao lên không trung tấn công Trịnh Thu. Leng keng ly khoảnh khắc tiếp theo, Trịnh Thu và Caesar chiến đấu, thanh kiếm khổng lồ và thanh kiếm cổ của Trịnh Thu va chạm tạo ra rất nhiều tia lửa. Sau khi uống viên thuốc đen, sức chiến đấu của Caesar ngang ngửa với Trịnh Thu. Bây giờ cả hai trợ thủ của cậu đều đã bị ngăn cản, tiếp theo sẽ là trận chiến giữa tôi và cậu. Long chủ điện hạ, cậu đã để lại di chúc chưa? Lucifer cười âm u. Lăng ảnh huyên đối đầu với thần bắn tỉa hàng đầu TH giới, Trịnh Thu thì ngăn cản Caesar. Tiếp theo, thực sự là trận chiến giữa anh và Lucifer. Dương Tiêu không trả lời, anh móc tay với Lucifer, rất khiêu khích. Bị Dương Tiêu khiêu khích, Lucifer từ từ lây ra một lưỡi hái tử thần từ sau lưng, vũ khí của Lucifer thực ra là lưỡi hái, giống như thần chết. Danh con, vị trí chủ của Long Môn hoàn toàn không thuộc về cậu. Cậu có đức hạnh, có tài năng gì làm Long chủ? Danh con, xuống địa ngục đi. Lucifer nhìn chằm chằm Dương Tiêu, ánh mắt càng ngày càng cuồng bạo, đôi chân bùng cháy, cầm lưỡi hái tử thần tấn công mạnh mẽ. Nhanh, tốc độ của Lucifer cực nhanh. Chắc chắn vượt qua Dương Tiêu. Là một trong thiên sứ rực cháy, không nên đánh giá thấp sức mạnh của Lucifer. Ngay lúc Lucifer tấn công, trong mắt Dương Tiêu hiện lên sóng gió, đồng thời Dương Tiêu cũng mở mắt rồng nến. Mắt rồng nến có thể nhìn xuyên thấu, phòng thủ trước kẻ thù, nhìn thâu mọi sự giả dối. Dưới con mắt của rồng nến, tất cả các tuyến tấn công của Lucifer đều hiện lên trong đầu của Dương Tiêu. Danh con, chết đi. Lucifer đầy sát khí. Nghĩ vì Dương Tiêu mà mình mất hai tai, không cần phải nói Lucifer muốn giết Dương Tiêu nhanh như thế nào. Ngay khi lưỡi hái tử thần rơi từ trên trời xuống, Dương Tiêu đột nhiên rút thanh kiếm vảy ngược của dịch thấp ra. Tuy nhiên, ngay lúc rút vảy ngược ra, một sự thay đổi đột ngột đã được sinh ra. Vẻ on khi rút vảy ngược ra khỏi vỏ, một luồng sáng lạnh màu đen phóng lên trời bắn về phía Lucifer. Điên cuồng, ánh sáng đen cực kỳ điên cuồng. Giống như mang theo cảm giác xé trời xé đất. Lucifer trợn to hai mắt, anh ta muốn né tránh,
nhưng lại phát hiện ánh sáng đen đen quá nhanh, khiến anh ta còn chẳng có cơ hội để thở. Phụt! Bị ánh sáng đen đánh trúng, Lucifer rên rỉ, anh ta nôn ra một ngụm máu, lập tức ngã xuống trên nền tuyết trăng. Ý kiếm điên cuồng thật, Dương Tiêu sững sờ. Cùng lúc đó, rất nhiều người ở Đề Đô nhìn lên bầu trời, hiển nhiên họ cũng cảm nhận được lúc này trời đất đang đổi màu. Kiếm khí tung hoành rất xa, ánh sáng kiếm lạnh lẽo 19 châu. Đây là vảy ngược, đây là kiếm của dịch thấp cao thủ số 1 thế giới. Quẹ, Owen ngã xuống đất, Lucifer lại nôn ra hai ngụm máu khác. Anh ta kinh hãi nhìn chằm chằm kiếm vảy ngược, kinh ngạc nói, mẹ kiếp, lão quý dịch thấp hại tôi, lão quỷ dịch thấp hại tôi. Lucifer biết rất rõ, ý kiếm của thanh kiếm vảy, ngược không, phải là thứ mà người thường có thể tấn công, ai ngờ dịch thập đã đưa một lực mạnh vào trong kiếm. Lực lượng điên cuồng vừa nãy đến từ nội lực mạnh mẽ do dịch thấp đưa vào. Vì vậy, ngay lúc Dương Tiêu rút kiếm, nội lực điên cuồng bộc phát, Lucifer mất cảnh giác chịu tổn thất nặng nề. Bên trong một khách sạn lớn nào đó ở Đề Đôi cảm nhận được năng lượng kiếm khí xông thẳng lên trời, dịch thấp nhẹ giọng nói, thằng nhóc thối, thầy chỉ có thể giúp em tới đây thôi, tiếp theo, coi nhẹ sinh tử không phục thì làm, thầy cũng đã chuẩn bị sản quan tài cho em rồi. Nếu thằng nhóc nhà em xong đời thầy sẽ đến nhặt xác của Imo. Dù sao thì Dương Tiêu cũng là học trò duy nhất của ông, dịch thấp cứ nói không thiên vị Dương Tiêu, nhưng ông lại coi Dương Tiêu như báu vật. Bởi vì dịch thấp biết, bất kỳ thiên sứ rực cháy nào trong tuyệt thế Long Môn đều vô cùng mạnh, chắc chắn không đơn giản như bề ngoài. Nếu không, những người này hoàn toàn không đủ tư cách trở thành thiên sứ rực cháy. Đại nhân, ông có nghĩ rằng Long Chủ Điện Hạ có cơ hội thăng Lucifer không? Ám Kim Long Vương cung kính hỏi. Dịch thấp chắp tay sau lưng nhìn về phía Tử Câm Thành nói, cửu tử nhất sinh, thằng nhóc thối này muốn giết Lucifer với tình trạng hiện tại thì chỉ có 10% cơ hội chiến thắng, và cơ hội chiến thắng này muôn thành hiện thực, trừ khi có phép màu. Chỉ có 10%, sắc mặt Ám Kim Long Vương lập tức trở nên ngưng trọng. Ông không hề nghi ngờ gì về lời nói của dịch thấp, vì ông biết sức mạnh của Lucifer đáng sợ như thế nào. Thực lực của Trịnh Thu không bình thường. Ông muốn đánh bại Lucifer thì dễ, nhưng muốn giết Lucifer thì khó như lên trời. Trong cùng một cảnh giới, muốn giết đối phương thì thật sự rất khó. Còn Dương Tiêu và Lucifer hoàn toàn không cùng đẳng cấp, có thể nói trong trận chiến này Dương Tiêu vượt cấp mà chiến. Vậy thuộc hạ có cần phải tới cứu kịp lúc không? Am Kim Long Vương lại hỏi. Dịch thấp xua tay, không cần đâu, chim ưng non cuối cùng cũng sẽ bay cao lên trời, chuyện nên làm thì phải làm. Nếu thằng nhóc thối này chết, thì chỉ có thể chứng tỏ đây là mạng của nó. Lúc này, ông cần phải tin vào phép màu sẽ xảy ra. Vậy thì, đại nhân, ông có tin vào phép màu không? Sắc mặt Am Kim Long Vương cực kỳ nặng nề. Dịch thấp dừng lại một lúc rồi dửng dưng nói, không tin. Cái gì, không tin? Am Kim Long Vương rất sửng sốt, dịch thấp nói lời này, không phải trực tiếp phán tử hình cho Dương Tiêu sao? Bên trong Tử Cấm Thành. Nhìn ngực Lucifer xuất hiện vết máu dày đặc, Dương Tiêu cười nhếch mép, lão già nhà ông rất giỏi, đã nói chuẩn bị quan tài cho tôi, nhưng không ngờ ông lại ra tay trước. Dương Tiêu không phải kẻ ngốc, anh biết Lucifer tôn thất nặng nề đều là do dịch tháp. Ha, ha ha, lão quỷ dịch thấp, ông cho rằng mình làm như vậy thằng nhóc này sẽ không phải chết sao? Ông sai rồi, tôi sẽ dùng thực lực của mình chứng minh cho ông xem, ông sai cực lớn rồi. Bò dậy khỏi mặt đất. Vẻ mặt Lucifer gớm ghiếc, đến cực điểm, anh ta chậm rãi câm lưỡi hái tử thân lên. Lucifer mò vào túi, sau đó cũng uống một viên, thuốc màu đen, giống hệt viên thuốc của Caesar. Suýt TL ngay giây tiếp theo sau khi uống thuốc, Lucifer rơi vào trạng thái bùng nổ, cơ thể anh ta tiếp tục điên cuồng. Cơ bắp, bùng nổ. Sức mạnh, tăng lên. 3 giây sau, Lucifer từ hơi thở uể oải trở lại trạng thái đỉnh cao. Thậm chí còn mạnh hơn nhiều lần trạng thái đỉnh cao của anh ta. Rốt cuộc đó là thứ gì? Dương Tiêu ngừng nụ cười, vẻ mặt nặng nề hơn. Ánh mắt Lucifer khóa chặt Dương Tiêu, anh ta cười dữ tợn, ép tôi dùng hết hỏa lực, tốt. Rất tốt, trận chiến này, hoàn toàn kết thúc. Long Chủ Điện ha, cậu có thể nhắm mắt nghỉ ngơi rồi. Rút lời, Lucifer giãm mạnh hai chân, rất nhiều tuyết y trên mặt đất bay lên không trung, vẻ mặt Lucifer dữ tợn. Anh ta cầm lưỡi hái tử thần giống như quả đạn thần công hình người, tấn công hung hãn về phía Dương Tiêu. Khủng hoảng ập đến đột ngột. Giết!
dưới sự phân tích đường tấn công của Lucifer bằng mắt rộng nên, đôi mắt của Dương Tiêu sắc bén như chim ưng. Tấn công là cách phòng thủ tết nhát, anh giỏi nhất là diệt gân, thấy Lucifer chủ động tấn công, Dương Tiêu vung kiếm vảy ngược tung đòn tấn công. Nhiệt huyết đang sôi trào. Ý chí chiến đấu, xông thẳng lên trời. Trận chiến hôm nay là trận chiến mạnh nhất mà Dương Tiêu gặp phải kể từ khi ra mắt, cho dù phải đối mặt với Khương Khâu Phong của nhà họ Khương, Dương Tiêu cũng chưa bao giờ cảm nhận được cảm giác bị áp chế mạnh như vậy. Lucifer rất mạnh, mạnh hơn anh mấy lần, họ không ở cùng một cấp độ. Dương Tiêu hiểu rõ nếu muốn giết Lucifer, anh cần phải không bỏ sót một chi tiết nào. Châu chấu đá xe, không biết tự lượng sức, nhìn thấy Dương Tiêu đang ở về phía mình, Lucifer cười dữ tợn. Anh ta cầm lưỡi hái tử thần chém về phía Dương Tiêu một cách hung tợn. Nhanh, lưỡi hái tử thần nhanh đến cực điểm, mang theo sức mạnh ngàn cân của sấm sét. Sao có thể nhanh đến vậy? Nhìn thấy lưỡi hái tử thần đang vung tới trước mặt, vẻ mặt Dương Tiêu tái nhợt, anh đã không thể bắt được bất kỳ sơ hở nào, chỉ có thể liều mạng chiến đấu. Kenji, kiếm vảy ngược và lưỡi hái tử thần va vào nhau, tia lửa từ ánh sáng kiếm và kim loại lập tức bắn ra tứ phía. Một lực lượng cuồng bạo ập đến, cảm nhận được lực lượng ý tàn khốc, vẻ mặt Dương Tiêu thay đổi, anh mất trọng tâm ngay tại chỗ, lăn mây vòng trên mặt đất. Phụt! Dương Tiêu lăn mấy chục mét trên tuyết, ổn định thân thể, Dương Tiêu hừ một tiếng, khóe miệng ngọt ngọt nôn ra một ngụm máu trên nền tuyết trắng xóa. Rất mạnh, tên này lại mạnh đến vậy. Dương Tiêu rất kinh ngạc. Chỉ mới đối đầu ngắn ngủi, anh đã bị Lucifer đánh bại ngay tại chỗ, đã vậy còn trong một cú đánh trực diện. Giờ phút này, Dương Tiêu chỉ cảm thấy cánh tay tê cứng, trở nên rất nặng nề, ngay cả 10 ngón tay của anh cũng khẽ run. Dương Tiêu đã đoán trước được Lucifer sẽ mạnh như thời kỳ đỉnh cao, nhưng không ngờ Lucifer lại mạnh đến vậy. Nhìn chằm chằm Dương Tiêu hộc máu tại chỗ, Lucifer như đang nhìn chằm chằm con mồi sắp chết, anh ta chế nhạo, Long chủ điện hạ, chẳng lẽ cậu chỉ có chút ít sức mạnh này thôi à? Thật sự không chịu nổi một đòn, nếu lần trước không... Có cô gái bắn tỉa hỗ trợ bí mật thì cậu đã chết rồi. Chỉ với chút thực lực này của cậu, có tư cách gì mà ngồi vào vị trí chủ của Long Môn? Mau xuống địa ngục đi. Lucifer dứt lời, đôi mắt của anh ta rực cháy, anh ta lại cầm lưỡi hái tử thần thực hiện một động tác giết người như diều hâu đang chiến đấu với một con thỏ. Không ổn, nhìn thấy Lucifer tấn công càng ngày càng trở nên bạo lực, mí mắt Dương Tiêu nhảy loạn xạ, anh nhảy lên tránh đòn nhanh chóng này. Chạy! Cậu chạy được không? Tốc độ của Lucifer cực nhanh, anh ta nhìn chằm chằm vào lưng của Dương Tiêu, lưỡi hái tử thần biến thành bóng mờ đột nhiên chém xuống lưng của Dương Tiêu. Suýt TL Dương Tiêu nhanh, nhưng lưỡi hái tử thần côn nhanh hơn. Lưỡi hái tử thần chém ngang lưng Dương Tiêu, lưỡi liềm sắc bén xuyên qua áo sơ mi của Dương Tiêu rồi đâm vào xương tủy của Dương Tiêu. Hự, cảm nhận được nỗi đau trên lưng, Dương Tiêu phát ra tiếng rên. Tranh thủ đang điên muốn mạng anh. Ngay lúc lưỡi hái tử thần rơi xuống, Lucifer còn đá mạnh vào vết thương trên lưng Dương Tiêu giống như đang giết chết một con mồi mỏng manh yếu đuối. Hai Dương Tiêu còn chưa kịp phản ứng đã bị một lực cực lớn đánh trúng, toàn bộ khớp xương sau lưng phát ra tiếng kêu vang. Và thân thể Dương Tiêu như diều bị đứt dây va vào một cánh cổng cổ bị Dương Tiêu va vào lập tức nổ tung. Lúc này, khói bụi chỗ Dương Tiêu ngã khiến người ta khó có thể nhìn rõ hư thực. Đá bay Dương Tiêu. Lucifer khinh thường nói, yếu ớt, quá yếu. Cậu yếu hơn cả con kiến bò trên mặt đất. Tôi chỉ là người yếu nhất trong tám thiên sứ rực cháy, ngay cả tôi mà cậu cũng không chống đỡ được, những người khác đến sẽ dễ dàng bóp chết cậu. Không biết lão quỷ dịch thấp bị mù mắt nào, lại chọn cậu làm tế chủ. Tách tách ngã xuống đất, một con đau mạnh truyền qua bắp thịt gân cốt của Dương Tiêu, đặc biệt là trên lưng, miệng vết thương rỉ máu, máu không ngừng trào ra. Gương mặt của Dương Tiêu đã mắt đi dâu, vết hồng hào cuối cùng, ánh mắt của anh đây kinh hoàng nhìn chằm chằm vào vị trí của Lucifer, đây là sức mạnh thực sự của Lucifer hay đây là sức mạnh của thiên sứ rực cháy. Cho tới bây giờ, Dương Tiêu đã rong ruổi trên đấu trường thế giới, rung trời chuyên đất, giết chết vô số kẻ mạnh. Như tò vào lúc này, Dương Tiêu thực sự nhận ra những hạn chế của những kẻ mạnh mà anh phải đối mặt quá lớn. Những người đó chỉ là kẻ mạnh trong mắt người đời. Mà kẻ mạnh như Lucifer hiếm khi xuất hiện trong mắt người đời mới là kẻ mạnh thực sự. Tồn tại lão làng như Khương Khâu Phong, e rằng cũng không thể chống lại một chiêu của Lucifer. Bất kể là về sức mạnh hay độ bùng nổ, Lucifer mạnh đến mức siêu khủng khiếp. Lúc đầu,
Dương Tiêu nghĩ rằng thực lực của mình đã rất mạnh trong thế giới, nhưng lúc này Dương Tiêu mới nhận ra mình là ếch ngồi đáy giếng. Những cao thủ ân trên thế giới này mới là những kẻ mạnh thực sự, những kẻ mạnh mà anh tiếp xúc trước đây quá ít. Hai chiêu, chỉ hai chiêu Lucifer suýt chút nữa đã giết chết anh. Đúng vậy, là nửa mạng. Dương Tiêu cũng đã chiến đấu vô số lần, anh chưa bao giờ bị đánh bại chỉ trong hai đòn như thế này. Cộp cộp, Lucifer cầm lưỡi hái tử thần đi về phía Dương Tiêu, mỗi bước đi trên người Lucifer lại tỏa ra khí thế mạnh. Như thế Lucifer đến từ địa ngục chẳng khác gì ác quỷ có thể lấy mạng của anh bất cứ lúc nào. Đau, nỗi đau ngứa ran sau lưng khiến Dương Tiêu gần như nghẹt thở. Vẻ mặt Dương Tiêu tái nhợt, trên trán đổ mồ hôi lạnh. Dương Tiêu cắn răng, anh cầm kiếm vẩy ngược chống đỡ thân thể, nhẫn nhịn. Nỗi đau đứng lên, còn muốn đứng dậy, nực cười. Nhìn thấy Dương Tiêu còn đang giãy chết, vẻ ti ti Lucifer hung ác đột nhiên lộ ra ra vẻ bùng nô. Vẻ on trong nháy mắt Dương Tiêu vừa định đứng lên, thân thể Lucifer nổ tung, chân phải của anh ta mang theo sức nặng ngàn cân đột nhiên vung qua. Bóp, y đối mặt với sức mạnh của Lucifer, Dương Tiêu không có sức phản kháng. Một bóng mờ bay qua, Lucifer dùng chân phải đột nhiên đá vào mặt Dương Tiêu, thân thể Dương Tiêu bị Lucifer đá bẩy ngay tại chỗ như quả bóng ra. Lần này, thân thể của Dương Tiêu đập vào tường. Tách tách, tách tách. Dương Tiêu va vào bức tường cổ. Toàn bộ bức tường đột nhiên nứt ra, có thể sụp đổ bất cứ lúc nào. Cơn đau càng lúc càng mạnh, nhất là khi Lucifer đá vào mặt Dương Tiêu, đầu óc của Dương Tiêu rơi vào trạng thái trống rỗng trong một thời gian ngắn. Nhưng một ý chí mạnh mẽ đã nói với Dương Tiêu rằng anh phải đứng lên. Nắm chặt kiếm vẩy ngược, mắt trái của Dương Tiêu gần như ứa máu. Còn đang cố gắng ngọ nguậy, tôi ngược lại muốn xem cậu có thể ngọ nguậy bao lâu. Lucifer nở nụ cười âm hiểm, thân. Hình anh ta nổ tung, chân phải dâm lên lưng Dương Tiêu nhanh như sao băng. Dương Tiêu không chịu nổi lực lượng khổng lồ này, toàn thân lại ngã trên mặt đất, hơi thở cũng uể oải đến cực điểm. Đặc biệt là phần lưng ban đầu bị Lucifer dùng lưỡi hái tử thần chém, sau đó Lucifer đá vào người, máu chảy loang lỗ hết quần áo của Dương Tiêu. Nhìn chằm chằm Dương Tiêu thở dốc, ánh mắt Lucifer lạnh lùng âm hiểm nói, hù. Long chủ điện hạ, trước mặt tôi là rồng cậu cũng phải nằm sắp. Là hỗ cậu cũng phải nằm ngửa. Trước mặt tôi, cậu không có cơ hội sống sót. Bây giờ, cậu đã sẵn sàng chê chưa? Ánh mắt anh ta nhìn chăm chăm Dương Tiêu lạnh lẽo lạ thường, như thế Dương Tiêu đã định sẵn sẽ trở thành vong hồn trong tay anh ta. Nhưng, Dương Tiêu thật sự sẽ bị Lucifer giết chết dễ dàng như vậy sao? Người muốn giết tôi rất nhiều, bây giờ mô mả của họ đã bị cỏ dại bao phủ, bọn họ không thể, anh cũng không thể. Dương Tiêu đâu phải kiểu người dễ dàng chấp nhận thất bại, nghĩ đến gương mặt xinh đẹp của Đường Mộc Tuyết, nghĩ đến đứa con trong bụng Đường Mộc Tuyết, nhiệt huyết trong người Dương Tiêu lập tức bùng lên. Tay phải của anh bắt chợt nắm chặt thanh kiếm vảy ngược, vung về phía chân trái của Lucifer. Phác, nhìn thấy Dương Tiêu bị đánh đau như vậy mà vẫn còn phản kích được, ánh mắt Lucifer tràn đầy tức giận. Kiếm còn chưa vung qua chân trái Lucifer, Lucifer đã rút chân phải lại, sau đó đạp mạnh lên tới Dương Tiêu. Ngay khi kiếm vẩy ngược chuẩn bị vung qua chân trái của Lucifer, cả người Dương Tiêu đã bị Lucifer đá bay. Y cơ thể Dương Tiêu lại va vào bức tường cổ, cả bức tường sụp đổ. Đá bay tứ tung rồi lập tức rơi xuống, chôn vùi toàn bộ cơ thể của Dương Tiêu. Nhìn chằm chằm cảnh tượng trước mắt, Lucifer khinh thường cười nói, còn muốn đánh tôi. Cậu cũng xứng. Bây giờ, anh ta dùng hết sức, cộng thêm đã nuốt viên thuốc đen. Sức mạnh của Lucifer còn mạnh hơn cả trạng thái đỉnh cao. Chỉ như vậy đã chết, thấy trong bức tường sụp đổ không có động tĩnh gì Lucifer cảm thấy lạ. Lucifer nhíu mày, anh ta cảm thấy Dương Tiêu sẽ không chết dễ dàng như vậy, cho nên Lucifer bước lên kiểm tra. Vẻ on tuy nhiên, ngay khi Lucifer đến gần, một ánh kiếm xuyên thấu bắn ra từ đá sỏi lớn. Ngay sau đó, thân hình Dương Tiêu giống như một con rồng xanh ra khơi. Anh cầm kiếm vảy ngược lao về phía ngực của Lucifer một cách nhanh chóng và dữ dội. Chó mái thây Dương Tiêu lại dám hại mình, Lucifer không còn cách nào khác đành phải do lưỡi hái tử thần lên ngực chặn lại. Nhát kiếm lạnh bắn ra, bị lưỡi hái tử thần chặn lại. Cao thủ chạm trán, tranh thủ thời gian nổ hai mắt Dương Tiêu tràn đầy tơ máu, anh đá mạnh vào lưỡi hái tử thần. Lucifer mất cảnh giác, thân hình đột nhiên lùi ra sau. Kiếm bay trăm bước, Dương Tiêu hét lớn. Vẻ on trong phút chốc, kiếm vẩy ngược. Trong tay Dương Tiêu bản ra,
bản về phía trán của Lucifer nhanh như chớp. Hả, không tốt, vẻ mặt của Lucifer thay đổi. Tốc độ của kiếm vẩy ngược quá nhanh, Lucifer muốn chặn bằng lưỡi hái tử thần, nhưng đã quá muộn. Anh ta lập tức ngả người ra sau, tránh đường kiếm nhanh. Leng keng ngổ đường, kiếm bay 100 bước là kỹ năng của Dương Tiêu, giết kẻ địch trong vòng 100 bước rồng như lây vật trong túi. Lucifer không phải là kẻ ngang ngược bình thường, anh ta phản ứng rất nhanh, ngay khi kiếm vẩy ngược đến gần lông mày của anh ta, Lucifer nhanh chóng né tránh. Cho dù anh ta đủ nhanh, những rốn cuộc cũng không thể tránh tất cả. Kiếm vẩy ngược biến thành bóng mờ quét qua ra đầu của Lucifer. Dương Tiêu chớp lấy cơ hội, ánh mắt nóng như lửa đốt, tay phải nắm chặt đánh mạnh vào Lucifer. Cút, Lucifer đã để ý tới Dương Tiêu, anh ta đột ngột tung cú đá, đá vào nắm đâm sắt của Dương Tiêu. Bếp, gừng càng già càng cay, Lucifer có thực lực thâm hậu, Dương Tiêu chấn động lui lại tại chỗ. Con mẹ nó, mẹ kiếp, phắc, chấn động được Dương Tiêu, Lucifer sờ ra đầu, thấy trên tay xuất hiện một vệt máu. Anh ta rất tức giận. Lucifer thực sự không ngờ rằng chém giết Dương Tiêu, anh lại đổ máu. Loại nhân vật không bằng cả con kiến lại dám làm mình bị thương, thật sự đáng chết. Vẻ mặt của Dương Tiêu càng nặng nề hơn, không ngờ trong khoảng cách ngắn như vậy, đường kiếm bay 100 bước của mình lại bị Lucifer khéo léo tránh ra. Dương Tiêu sờ eo lấy ra một con dao quân dụng. Nhìn thấy Dương Tiêu lấy dao quân dụng ra, tăn chửi một tiếng, lập. Tức ném lưỡi hái tử thần, anh ta móc tay khiêu khích. Lại đây, tới, tôi sẽ tự hy hành hạ cậu đến chết, không biết hành hạ long chủ đến chết sẽ vui vẻ tràn trề như thế nào. Giết, trên trán Dương Tiêu hiện lên gân xanh. Anh nhìn chằm chằm muốn giết Lucifer, tấn công hung hãn. Kỹ năng, như ma như quỷ. Sát khí, xông thẳng lên trời. Chiêu này có thể nói là chiêu cuối chứa đầy niềm tin mạnh mẽ nhất trong cuộc đời Dương Tiêu. Muốn giết tôi, kiếp sau đi. Nhìn chằm chằm Dương Tiêu đi về phía mình, Lucifer chê nhạo. Ngay khi Dương Tiêu đang đến gần, Lucifer tung một cú móc phải nhanh như ma vào mặt Dương Tiêu. Ở trước mặt Lucifer, Dương Tiêu giống như đứa trẻ 3 tuổi chơi trò chơi với người lớn, hai người thật sự không cùng đẳng cấp. Ngã xuống đất, Dương Tiêu nghiến răng nghiến lợi, anh nắm chặt con dao quân dụng tấn công lần nữa. Trong từ điển của Dương Tiêu, không có mấy chữ đầu hàng và nhận thua. Cho dù là chết, hôm nay anh cũng sẽ chết trên đường xung phong. Nhìn thấy Dương Tiêu vẫn không từ bỏ, Lucifer hừ lạnh, ánh mắt lạnh lẽo, chân phải dẫm lên tay phải Dương Tiêu. Hụt! Bị Lucifer dẫm lên tay phải, Dương Tiêu không khỏi phát ra một tiếng rên. Ngọ nguậy, tôi cho cậu tiếp tục ngọ nguậy, hôm nay tôi muốn cậu ngọ nguậy trong tuyệt vọng, hôm nay tôi muốn cậu chết trong ngọ nguậy. Lucifer cười dữ tợn. Anh ta dùng chân phải giẫm mạnh lên tay phải của Dương Tiêu. Không ngừng giẫm trên mặt đất, muốn phế tay phải của Dương Tiêu trước. Bị Lucifer giẫm vào tay phải, cơn đau dữ dội thực sự khiến Dương Tiêu gần như ngất đi. Nhìn chằm chằm vào nước da nhọt nhạt của Dương Tiêu, Lucifer chế nhạo, lần này, chúng tôi sẽ tấn công toàn diện, cậu sẽ không có bất kỳ phòng tuyến chống cự nào, cậu quan tâm tới Liêu Như Yên đúng không? Đáng tiếc cô ta sắp cúi đầu xưng thần dưới người Dương Bân Hàn rồi. Lý Thần Chiến là anh em của cậu hư không? Cậu ta cũng sắp trở thành hồn ma dưới suối vàng rồi. Nếu nhanh hơn một chút, có lẽ các người có thể gặp nhau trên đường xuông xuôi vàng. Nghe vậy, Dương Tiêu kinh hãi. Anh lại làm gì? Vẻ mặt Dương Tiêu dữ tợn hỏi. Lucifer hung hăng ngang ngược, anh ta nhìn chăm chấm Dương Tiêu tỏ vẻ cao thượng. Long chủ điện hạ, chờ cậu chê các người sẽ gặp lại trong địa ngục, cậu tự nhiên sẽ hiểu được tôi đã làm gì. Đồng thời cùng lúc đó, trước cửa nhà họ Liêu ở Đê Đô. Ít. Lúc này, có rất đông xe sang tập trung. Dương Bân Hàn mặc một bộ vest đi giày da, trên ngực có, gãn logo màu đỏ với hai chữ chú rẻ. Rõ ràng, Dương Bân Hàn tới đây đón dâu Liêu Như Yên. Như Yên, đi thôi, ông cụ nhà họ Liễu nói. Liễu Như Yên bị ép mặc váy cưới, đau lòng nhìn, ông nội, cháu không muốn, cháu thật sự không thích Dương Bân Hàn, tại sao lại ép cháu? Đã kịp chuyện chữ. Các bạn chờ nha. Khi đủ tập mình sẽ đăng tiếp. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 42.